Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ hai, ngày 16 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3. Chuyên đề Hưng Yên kiên cường vượt qua bão lũ. Các địa phương trong tỉnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Quan tâm Tết Trung thu cho trẻ em vùng lũ. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu nghe thảo luận đóng góp ý kiến vào một số dự thảo tờ trình về việc ban hành quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024 và nghị định số 102 ngày 30 tháng 7 năm 2024. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với đề nghị ban hành quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội. Đối với việc ban hành quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, sau khi nghe tham gia ý kiến bổ sung của các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát lại dự thảo theo luật đất đai mới, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các huyện bàn và thống nhất phương pháp áp dụng thực tiễn của từng địa phương, thống nhất phương án cách thức triển khai việc hỗ trợ, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm để ban hành quy định này. Hôm nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên làm trưởng đoàn đã đến thăm hỗ trợ hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Nhật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Cạn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản chia sẻ những khó khăn mất mát vô cùng lớn của hai địa phương trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão và hoàn lưu sau bão số 3 gây ra. Riêng tỉnh Cao Bằng, tính đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2024, sạt lở đất đã khiến 55 người chết, 16 người bị thương, 2 người mất tích. Trên 160 trường học, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, cầu dân sinh, công trình thủy nông bị hư hại, trên 5.000 ngôi nhà bị thiệt hại, nguy cơ sạt lở bị cô lập. Trên 3.000 hecta lúa hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, hàng nghìn gia súc gia cầm bị chết và lũ cuốn trôi, ước tính thiệt hại trên 500 tỷ đồng. Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ cho mỗi tỉnh là 2 tỷ đồng để khắc phục một phần thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn cảm ơn sự quan tâm chia sẻ và hỗ trợ của tỉnh Hưng Yên. Hiện hai địa phương đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống nhân dân. Chiều nay, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV do đồng chí Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng quà hỗ trợ nhân dân thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ. Khu dân cư thôn Vân Nghệ nằm hoàn toàn ngoài sông Hồng với hơn 350 hộ dân. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ đã khiến cho hơn 160 hecta canh tác chuối và húng quế của người dân thôn Vân Nghệ bị thiệt hại. Hơn 3.000 vật nuôi bị ảnh hưởng. Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do bị cô lập hoàn toàn. Đoàn đã trao tặng 500 hộp sữa cùng 50 triệu đồng đến với người dân với mong muốn giúp đỡ một phần nhỏ những thiệt hại mất mát của người dân. Sự hỗ trợ kịp thời về cả vật chất và tinh thần đã tiếp thêm động lực cho người dân nơi đây sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Sáng nay, Ban Liên lạc Tướng lĩnh Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội đã trao ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ban Liên lạc Tướng lĩnh Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại buổi trao hỗ trợ, đại diện Ban Liên lạc cho biết, cơn bão số 3 đi qua, nhiều địa phương ở Hưng Yên đã bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội mong muốn sẽ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Hội sẽ huy động các nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ cho người dân Hưng Yên.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 hay còn gọi là bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại lớn cho tỉnh Hưng Yên. Chưa hết, hoàn lưu bão còn gây mưa lớn diện rộng khắp miền Bắc. Nước từ thượng nguồn liên tục dồn về khiến hệ thống đê của Hưng Yên phải oằn mình gánh chịu đợt lũ lịch sử chưa từng có trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, với phương châm phòng chống bão lũ từ sớm từ xa, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về vật chất, tỉnh Hưng Yên đã kiên cường vượt qua bão lũ. Dẫu có những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, làm xáo trộn đời sống của nhân dân, nhưng việc vượt qua đợt bão lũ vừa rồi cũng thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động kịp thời, biện pháp ứng phó hiệu quả của tỉnh Hưng Yên. Và sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề Hưng Yên kiên cường vượt qua bão lũ để có cái nhìn toàn cảnh về diễn biến và việc ứng phó của tỉnh Hưng Yên. Để chủ động ứng phó với siêu bão Yagi từ sớm từ xa, ngay từ ngày 5 tháng 9, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn công điện chỉ đạo nhiều biện pháp cụ thể. Trước và ngay trong buổi sáng, trước khi bão đổ bộ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại nhiều nơi và có những chỉ đạo quyết liệt. Lấy tính mạng và tài sản của người dân được bảo đảm là mục tiêu cao nhất, làm sao chúng ta không để xảy ra cái tổn thất về người và hạn chế thấp nhất về thiệt hại kinh tế. Phải thực hiện nghiêm cái công điện của Thủ tướng Chính phủ và đồng thời đây là thực hiện nghiêm công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện tinh thần chỉ đạo này, chính quyền, cơ quan chức năng, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ động có nhiều giải pháp để ứng phó với siêu bão Yagi. Các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ người dân trăng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, cây cối, hoa màu khỏi khu vực nguy hiểm. Hưng Yên tạm dừng một số cuộc họp, các hoạt động chưa thực sự cần thiết, cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, doanh nghiệp cho công nhân nghỉ làm việc, tạm dừng thi công các dự án, tuyên truyền vận động người dân không ra đường trong thời điểm bão đổ bộ. Trăng chống thì phải hô nhân lực thuê rồi là người nhà tập trung ra làm. Như vậy là từ mấy ngày hôm nay rồi. Phát quang các đường điện cũng như cây to là ảnh hưởng đến khả năng trong bão và cũng như là giả soát những gia đình khó khăn sẽ cử lực lượng đến hỗ trợ để chẳng chống cho bà con để đảm bảo. Ngay từ chiều hôm mùng 5 khi bão còn rất xa thì xí nghiệp cũng đã chủ động cho các cái trạm bơm, cho các cái cụm thủy lông để gạn tháo tiêu tự chảy. Chiều vào tối ngày mùng 7 tháng 9, sau khi gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Ninh, Hải Phòng, siêu bão Yagi càn quét qua tỉnh Hưng Yên với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, vượt dự báo. Hàng chục năm qua, tỉnh Hưng Yên mới phải hứng chịu cơn bão lớn như vậy. Bão Yagi khiến hàng ngàn hecta diện tích canh tác lúa, chuối, cây cảnh, cây ăn quả, hoa màu cùng nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Hưng Yên bị thiệt hại. Nhiều đường điện, viễn thông bị gãy đổ, gây mất điện, mất sóng điện thoại diện rộng. Sáng sớm ngày 8 tháng 9, sau khi bão đi qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kịp thời đi kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp khắc phục tại các địa bàn trọng yếu. Tôi giao cho ngành điện lực trong ngày hôm nay trước 6 giờ tối là 100% tất cả các trạm bơm của toàn tỉnh là phải được khắc phục, mới là được có nguồn điện cung cấp để chúng ta tiếp tục hoạt động 24/24. Nhiều biện pháp khắc phục hậu quả của bão số 3 nhanh chóng được triển khai ngay từ đêm 7 tháng 9. Thậm chí, lãnh đạo tỉnh phải họp khẩn tại huyện Kim Động trong tình trạng mất điện. Trong đó, ưu tiên cho việc cấp điện trở lại, nhất là các trạm bơm, khôi phục mạng viễn thông, dọn dẹp cây cối gãy đổ, bơm nước tiêu úng nội đồng. Cả hệ thống chính trị, chính quyền, cơ quan chức năng, người dân các địa phương cùng ngành điện lực, viễn thông, môi trường đô thị, các doanh nghiệp với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Ngoài một số diện tích nông nghiệp phải chịu thiệt hại, hệ thống hạ tầng giao thông, kỹ thuật, khu công nghiệp, đô thị của Hưng Yên vẫn được đảm bảo. Cơ bản Hưng Yên không bị đứt gãy toàn bộ hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc nghiêm trọng như một số địa phương khác. Tuy nhiên, khi Hưng Yên vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, thì toàn tỉnh lại phải đối mặt với đợt mưa lũ lịch sử. Nước lũ lên nhanh theo từng giờ. Từ 9 giờ ngày 10 tháng 9 đến 10 giờ ngày 11 tháng 9, tức chỉ trong vòng hơn một ngày, Hưng Yên phải phát lệnh báo động lũ trên sông Hồng từ cấp 1 lên cấp 3 và đỉnh lũ vượt báo động 3 lên tới 50cm. Trên sông Luộc cũng phải phát lệnh báo động lũ cấp 2, đỉnh lũ cũng vượt báo động 2 tới 40cm. Các đê sông Bắc Hưng Hải cũng trong tình trạng mấp mé tràn bờ. Hàng chục năm nay, Hưng Yên mới phải đối mặt với trận lũ lớn như vậy. Tôi qua năm nay 62 tuổi, chứng kiến năm 96 là năm bão to là nước vào đến làng, không tưởng tượng được năm 2024 này, nước lên quá nhanh.
Nước từ thượng lưu dồn về, mưa từ trên trời trút xuống. Lượng mưa đo được từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 là trên 250 mm. Toàn tỉnh Hưng Yên căng mình chống lũ. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh tiếp tục ban hành 12 văn bản, công điện chỉ đạo. Sau khi trực tiếp xuống kiểm tra tại các vùng ngập lụt, các đồng chí thường trực tỉnh ủy họp xuyên trưa, lãnh đạo tỉnh đi chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó xuyên đêm. Chúng ta thực hiện cái phòng chống lụt bão làm sao nó tốt nhất, đảm bảo được an toàn cho người, tài sản người dân và tài sản nhà nước, khắc phục được tốt nhất cái an toàn cho người dân và đặc biệt là tài sản người dân. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải bảo vệ bằng được hơn 80 km tuyến đê sông Hồng, sông Luộc và chống tràn tại các đê sông trục nội tỉnh, nhất là tuyến đê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. Dưới sự vào cuộc khẩn trương của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn các cấp, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội và nhất là có sự chung sức của người dân, doanh nghiệp, 9 sự cố đê điều được xử lý kịp thời. Các tuyến đê của Hưng Yên vẫn kiên cường, trụ vững trước mưa lũ. Quân dân là người già người trẻ cũng tập trung ra đây hết để xúc cát, kè đê ngăn nước tràn vào trong dân. Tuy nhiên, một số khu dân cư ngoài bãi sông bị chia cắt vì nước ngập. Người dân cần phải di rời khẩn cấp. Lúc này, thiên tai lại thách thức bản lĩnh, sự quyết đoán của lãnh đạo các cấp. Khi có lệnh phát lệnh là di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm là di chuyển luôn. Và chính quyền phải có trách nhiệm lo nơi cho dân đến và dân ở và không có ai bị thiếu ăn, bị đứt bữa. Từ chiều và tối ngày 10 tháng 9, những người dân đầu tiên ở xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang được di rời đến nơi an toàn. Sau đó hơn 6.300 người dân của hơn 1.900 hộ được di rời. Đây là quyết định sáng suốt, kịp thời giúp Hưng Yên không để xảy ra thiệt hại về người. Đợt cứu hộ lớn nhất tại Hưng Yên trong hàng chục năm qua cũng thể hiện tình quân dân cá nước với trên 2.000 công an, trên 1.000 bộ đội, 5.000 dân quân tự vệ cùng đông đảo lực lượng tình nguyện giúp dân sơ tán. Tất cả những người dân phải di rời đều được đảm bảo nơi ăn chốn ở, không ai bị thiếu quần áo, lương thực, thực phẩm. Nhiều hoạt động hỗ trợ thiện nguyện được Mặt trận Tổ quốc các cấp, hội đoàn thể, nhiều tổ chức cá nhân triển khai như cung cấp thức ăn, nhu yếu phẩm, giải cứu nông sản cho nhân dân vùng lũ. Trong bão lũ, Hưng Yên cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho các địa phương miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nghiêm trọng hơn. Điều đáng mừng, hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và nhất là các khu công nghiệp, khu đô thị ở Hưng Yên không bị ngập úng nghiêm trọng. Các tuyến giao thông quan trọng đều thông suốt, cơ bản 100% doanh nghiệp hoạt động bình thường. Đây là điều kiện quan trọng để Hưng Yên bảo đảm các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường ngay trong và sau bão lũ, đảm bảo tăng trưởng đúng kế hoạch. Trong bão lũ, Hưng Yên cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của Trung ương và được đánh giá cao về công tác ứng phó. Rất mừng là trong 3 ngày vừa qua, hệ thống chính trị của Hưng Yên vào cuộc và phối hợp rất chặt chẽ. Và việc tổ chức cái cuộc sống của bà con nơi sơ tán thì cũng rất ổn. Số dân còn lại ở ngoài vùng chia cắt, cấp ủy và chính quyền của Hưng Yên cũng đã có những cái giải pháp, cho nên là không có cái tình hình hay là người bị đói hay là thiếu lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm, thuốc men. Từ sáng 12 tháng 9, lũ trên sông Hồng, sông Luộc chững lại và bắt đầu rút. Những ngày sau đó, Hưng Yên lần lượt rút dần lệnh báo động lũ từng cấp độ. Thống kê ban đầu trong đợt lũ trồng bão, Hưng Yên không có thiệt hại về người, có 4 người bị thương nhẹ. Thiệt hại kinh tế ước trên 660 tỷ đồng. Các khu dân cư vùng bãi bị mất điện, mất nước nhiều ngày. Đời sống của nhân dân có nhiều xáo trộn. Để khắc phục hậu quả, tỉnh Hưng Yên nhanh chóng phát động đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đến nay, đã nhận được trên 18 tỷ đồng tiền ủng hộ cùng nhiều hiện vật. Đồng thời, tỉnh Hưng Yên cũng phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tất cả nhằm đưa Hưng Yên sớm trở lại trạng thái bình thường sau ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai. Thành phố Hưng Yên là một trong những địa phương chịu thiệt hại nhiều sau bão lũ. Ngay sau khi bão tan, nước rút, người dân trên địa bàn thành phố nỗ lực khắc phục ngay mọi khó khăn, thiệt hại để ổn định lại cuộc sống. Những ngày qua,
người dân của 17 xã phường trên địa bàn thành phố cùng chung tay tham gia thu dọn cây xanh bị gãy đổ, khơi thông cống rãnh kênh mương, thu gom rác thải, dọn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, khu vực cơ quan doanh nghiệp, địa điểm công cộng, đường làng ngõ xóm. Thành phố chủ động huy động lực lượng về người và phương tiện cùng phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố điện nước. Đến nay, hầu hết các địa phương đã ổn định, đặc biệt là các địa phương vùng bãi, vùng trũng như xã Quảng Châu, Hoàng Hanh, Phú Cường và Hùng Cường đã chủ động xuống đồng dọn dẹp tàn dư, thân lá, quả non, rau màu, những cây bị gãy đổ, chuẩn bị giống vật tư phân bón để tái sản xuất. Gia đình tôi đã nhờ anh em bạn bè kịp thời ngay để thu dọn toàn bộ chặt cây lá thu gọn vào giữa khe chuối để dành cái diện tích giữa hai khe chuối để trồng ngay ngô và đỗ để cho kịp thời vụ, không để đất trống. Chúng tôi đã phát động chỉ đạo toàn bộ cán bộ và nhân dân từng gia đình một trực tiếp dọn các tuyến đường giao thông rồi các khu xóm. Đến nay thì nước cạn đến đâu thì chúng tôi đã dọn sạch sẽ vệ sinh, chỉ đạo trạm y tế phun thuốc khử trùng cho địa bàn, các trường học, các khu dân cư, các trang trại thì chăn nuôi thì chúng tôi giao cho các bộ phận thú y, các bộ phận chuyên môn tham mưu để thực hiện và khắc phục những cái trang trại trước đây ngập thì bây giờ đã cho lại đàn gia súc gia cầm trả lại chuồng. Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều địa phương của huyện Yên Mỹ bị thiệt hại nặng nề về hoa màu, vật nuôi, tài sản. Cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt là hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang đối diện với những khó khăn. Huyện Yên Mỹ tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tại lễ phát động, các đại biểu, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 700 triệu đồng. Huyện Tiên Lữ cũng vừa tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện định hướng vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang trong các cơ quan đơn vị ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người lao động trong các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ với mức cao nhất theo khả năng. Tại lễ phát động, các cơ quan đơn vị, các tập thể cá nhân đã ủng hộ và đăng ký với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Tết Trung Thu là ngày Tết của thiếu niên và nhi đồng cả nước. Để bù đắp phần nào những thiệt thòi do bão số 3 gây ra đối với người dân vùng ngập nước nói chung và trẻ em nói riêng, chính quyền và các đoàn thể, các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, quan tâm đặc biệt với các em. Đây là những phần quà mang đậm tình cảm của các bác, các cô chú thuộc Công đoàn Sở Công Thương và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên đã trích mua quà tặng cho trên 1.000 thiếu niên và nhi đồng hai xã Hoàng Hanh và Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Công đoàn Sở Công Thương hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn ba điểm trường là trường Tân Hưng, trường Hoàng Hanh và trường Quảng Châu. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, kê xếp bàn ghế tại trường trung học cơ sở xã Hoàng Hanh, hôm nay chúng tôi có trao tặng 100 chiếc đèn học trong chương trình đèn học sau cơn lũ để dành tặng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hoàng Hanh. Ngoài bánh nướng bánh dẻo, các loại kẹo và đặc biệt là mô hình ánh đèn sau cơn lũ đã được trao tận tay đại diện chính quyền hai xã trước ngày rằm Trung Thu. Bên cạnh đó, Đảng ủy chính quyền hai xã Tân Hưng và Hoàng Hanh cũng đã tổ chức đến tận gia đình để phát quà cho từng cháu nhân dịp Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Và tập trung là tổ chức và chuyển quà cho các cháu chủ yếu là ở bên trường tiểu học và bên trường mầm non để các cháu làm sao mà thứ nhất là cũng vừa có sự động viên trong dịp Trung Thu. Để trẻ em vùng lũ đón Tết Trung Thu vui vẻ, 100% kinh phí được trích từ quỹ nhi đồng địa phương và từ nguồn ngân sách của thành phố Hưng Yên. Đồng thời, quán triệt các thôn không tổ chức linh đình sao hoa, đặc biệt là thôn vùng lũ khi người dân vừa gánh thiệt hại do mưa bão. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.